cái tên Dũng Ben không phải lạ lẫm gì đối với cảnh sát hình sự nhiều tỉnh thành phía Nam. Hơn một năm trước, Dũng Ben từng tổ chức một cuộc huyết chiến tại tỉnh Bình Dương, tước đi mạng sống của một giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn. Sau 15 tháng lang thang, Dũng vừa mò ra Hà Nội một thời gian thì đã bị lực lượng công an tóm gọn. Khuôn mặt điểm trai, ăn diện và khá trải chuốt, Dũng Ben, tên thật là Dương Hoàng Dũng, 47 tuổi, quê Tiền Giang. Dễ khiến người mới gặp hắn lần đầu nhận định nhầm lẫn. Bao nhiêu năm kiêu bạc khiến Dũng đã đủ tuổi để ngồi chiếu trên trong giới giang hồ cộm cán tại thành phố Hồ Chí Minh, Bình Dương. Mà nổi bật nhất là ba khoản lèo, lì và lạnh. Từng có một thời gian dài phục vụ trong lực lượng vũ trang. Xong năm 1998, Dũng bị loại ngũ vì liên quan tới một vụ trộm cắp súng của đồng nghiệp. Sai lầm ấy chẳng khiến Dũng sáng mắt mà quay về lẻo thiện. Dũng xoay ra kết nối mạng lưới ngầm, tổ chức nhiều hoạt động phi pháp. Cuối năm 2002, Dũng cầm đầu một nhóm đầu trâu mặt ngựa chuyên lê la các nhà hàng ăn nhậu quậy phá để lấy số, nhằm đòi bảo kê tại địa bàn quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh. Tháng 10 năm 2002, băng của Dũng đổ bộ vào một nhà hàng bia ôm trên đường Phan Đình Phùng ăn nhậu. Tàn cuộc, khi rủ hai nữ tiếp viên đi khách sạn nhưng bị từ chối, Dũng liền tát tai họ. Người quản lý can ngăn, Dũng bèn lấy dao đâm luôn. Một đàn em của Dũng tên Tiến đá vỡ cửa kính. Tháng 9 năm 2004, Dũng đến nhà hàng HL trên đường Hồ Văn Huê dùng súng bắn hai phát thị uy. 10 ngày sau, được tin một băng khác cũng quậy phá, lăm le đòi bảo kê HL. Dũng kéo đàn em đến định quyết chiến. Khi biết đây chỉ là một nhóm khách bình thường, băng Dũng mới rút đi. Trước sự lộng hành của Dũng và đồng bọn, dĩ nhiên lực lượng công an không thể để yên. Ngày 22 tháng 9 năm 2004, Dũng Ben và một số đàn em đã bị lực lượng cảnh sát hình sự công an thành phố Hồ Chí Minh tóm cổ. Ít lâu sau, mỗi tên đều nhận được bản án thích đáng. Ra tù, gỡ quen đường cũ, đại ca này thu làm thêm đệ tử, sắm hàng lóng để tạo thanh thế trong giới giang hồ. Nhờ vậy, Dũng gom được nhiều hợp đồng đâm thuê chém mướn, đòi nợ thuê. Ngày 6 tháng 5 năm 2011, Dũng được Phan Tuấn Thành, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn Hải Lam Phát, nhờ đòi giúp 500 triệu đồng mà trước đó Thành đã đặt cọc mua đất của vợ chồng anh Phan Văn Lan, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn Lan Thảo. Sau khi thỏa thuận với Thành, Dũng tiến hành thực hiện hợp đồng đòi nợ thuê. Đại ca này cử ba đàn em đi cùng ô tô với Thành xuống Bình Dương. Dũng còn gọi điện nhờ một số đối tượng xã hội đen ở Biên Hòa tham gia phi vụ. Cả bọn kéo đến trụ sở công ty Lan Thảo nhưng anh Lan vắng nhà. Dũng đã ép vợ anh Lan gọi điện bắt chồng phải về để giải quyết nợ lần. Trong khi chờ anh Lan về, nhóm đòi nợ thuê đập phá nhiều vật dụng trong nhà anh Lan, đánh đập những người có mặt trong nhà.
Khi anh Lan về, thấy trong nhà hỗn loạn, bèn sang quán ăn bên cạnh lấy một con dao để tự vệ. Khi anh này vừa về tới cửa nhà, lập tức bị Dũng Ben rút súng bắn chết tại chỗ. Cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Bình Dương đã phát lệnh truy nã Dũng trên toàn quốc. Được biết, ngay trong đêm gây án, Dương Hoàng Dũng đã lên tàu ra Bắc bắt đầu cho hành trình chạy trốn cơ quan pháp luật. Nhằm đối phó với cơ quan công an, thời gian đầu Dũng chỉ sống trong khách sạn và thường xuyên thay đổi chỗ ở. Nghe ngóng thấy tình hình êm êm, Dũng di chuyển vào các tỉnh Quảng Nam, Đà Nẵng, thậm chí còn lượn về thành phố Hồ Chí Minh thăm người vợ đang mang trong người giọt máu của y. Tuy nhiên, với sự gian manh trong nghề, đầu tháng 4 năm 2012, Dũng quay ra Hà Nội và chọn bến đỗ là một căn nhà 3 tầng ở phường Yên Phụ, Tây Hồ cùng cô bồ người Bắc. Dường như đã thành quy luật, trai tứ chiếng ắp gặp cái giang hồ. Và không phải ngẫu nhiên mà Dũng chọn Hà Nội làm nơi trú ẩn. Mặc dù Dũng đã có hai đời vợ và số nhân tình không đếm xuể, song Võ Thị Thúy Dung vẫn chết mê chết mệt hắn. Võ Thị Thúy Dung hơn Dũng 3 tuổi, gặp Dung tại trụ sở phòng cảnh sát truy nã công an thành phố Hà Nội. Tôi thực sự ngỡ ngàng trước người đàn bà 50 cái xuân xanh rồi mà nhan sắc vẫn còn mặn mà. Dẫu rằng sau một đêm lầm khám, son phấn đã nhạt bớt, song phải chăng Dung là gái một con nên vẫn trông giòn con mắt. Dung than thở, tối hôm qua chẳng nuốt nổi miếng cơm và cả đêm qua thao thức mãi không ngủ được. Sáng nay cán bộ mua cho một đĩa bánh cuốn chả thì Dung mới ăn được một ít. Dung kể, Dung sinh ra và lớn lên trong một gia đình gia giáo. Bố mẹ, các chị em của Dung đều làm cán bộ. Riêng Dung theo ngành nghệ thuật. Dung có 12 năm khổ luyện tại trường xiếc Việt Nam, khu Văn Công, Mai Dịch, Hà Nội. Sau khi ra nghề, Dung còn được đào tạo luyện thêm ở Liên Xô. Chính tại trời Âu này, Dung có quen biết với anh Chiến là em của Dũng Ben. Năm 1987, Dung lấy anh Trương Đức Thọ và vào thành phố Hồ Chí Minh sinh sống cùng với chồng. Dung tự hào khoe, gia đình nhà chồng toàn là ông to bà lớn. Do đó mà Dung thôi không theo đuổi ngành nghệ thuật nữa. Dung chuyển sang kinh doanh buôn bán. Năm 1997, anh Thọ mất sau cơn đột quỵ. Tại thành phố Hồ Chí Minh, Dung gặp lại Chiến. Thông qua Chiến mà Dung quen với Dũng. Tiếng sét ái tình giữa Dũng và Dung đã lộ ra. Dung thừa nhận có rất nhiều tình cảm với Dũng. Ngược lại, Dũng cũng thổ lộ Dung là người đàn bà không chỉ đẹp mà còn rất thông minh hiểu biết. Mặc dù khoe rằng nhà chồng rất giàu có, đã chu cấp tất cả tiền ăn học cho đứa con trai của Dung và anh Thọ, thậm chí còn cho cháu đi du học, nhưng Dung vẫn tham gia vào thương trường. Chẳng biết Dung có được dựa hơi Dũng hay không, nhưng nhiều người dân ở Bình Dương, Đồng Nai mỗi khi có việc dính dáng tới pháp luật thường phải cậy nhờ bà chị. Dung kể khoảng tháng 3 hay tháng 4 năm 2010, một người tên là Nga, trú tại Biên Hòa, Đồng Nai, có đến nhà Dung đặt vấn đề giúp đỡ. Nga có người anh rể phạm tội về ma túy,
muốn nhờ Dung chạy cho tại ngoại. Ban đầu Dung từ chối, xong cô này vật lại, gia đình em chỉ biết trông nhờ vào chị, vì chị có nhiều mối quan hệ. Nếu chị không giúp thì em không còn biết tìm ai. Thành ra Dung phải nhận lời. Dung nhận của chị Nga 10.000 USD và xúc tiến nhiều cuộc gặp gỡ với cán bộ có khả năng chạy giúp Nga. Mỗi lần đi gặp gỡ, ăn nhậu, Nga sẽ được gọi đến trả tiền khoảng 2, 3 đến 5 triệu đồng. Tuy nhiên, Dung không giúp được việc cho Nga, nên Nga xoay ra đòi lại tiền. Dung hứa sẽ trả, nhưng không hẹn khi nào. Tháng 4 năm 2011, Dung chuồn ra Hà Nội. Cực chẳng đã, Nga đã đến cơ quan điều tra tố cáo về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của Dung. Tháng 3 năm 2012, cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Hồ Chí Minh đã ra quyết định truy nã Dung trên toàn quốc. Dĩ nhiên là Dung không thừa nhận hành vi lừa đảo của mình. Giải thích cho việc bỗng dưng chuồn ra Hà Nội là vì anh ấy, tức Dũng Ben, cứ dùng rằng không dứt khoát với người vợ cũ khiến tôi giận dỗi bỏ ra Hà Nội. Dung khẳng định là chị không lừa ai và còn dạy dỗ cơ quan điều tra rằng sống thì phải có tâm, ai cũng có lúc bị sa cơ lỡ vận. Dung về ở tại nhà bố mẹ đẻ tại đường Nghi Tàm, Yên Phụ, Tây Hồ, Hà Nội. Sau đó hùn vốn vào một số nhà hàng ở Mỹ Đình và một số sạp hàng ở chợ Hàng Gia. Ấy là theo lời Dung kể như thế. Tháng 4 năm 2012, Dung nhận được điện của Dũng. Dũng bảo muốn gặp Dung lần cuối. Dĩ nhiên Dung lại mở rộng vòng tay đón người tình cũ. Không biết Dũng rót mật vào tai Dung thế nào mà trước cơ quan điều tra Dung còn nói rằng: anh Dũng trông thế mà còn dại lắm ạ. Trong cái vụ bắn nhau ở Bình Dương ấy, anh Dũng chỉ là tự vệ thôi. Anh ý bị người ta cầm dao dọa giết nên đã dùng súng bắn dọa một phát xuống đất. Chẳng ngờ viên đạn lẩy lên trúng người ta làm chết người. Dung cũng kể rằng khi biết được Dũng đã gây ra chuyện ở trong kia thì Dung nhiều lần khuyên nhủ Dũng lên ra đầu thú trước cơ quan công an. Nhưng vì sợ anh Dũng bị bắt thì sẽ phải bóc lịch lâu, Dung sẽ phải thường xuyên đi thăm nuôi, nên cả hai vẫn còn lừng khừng chưa muốn thú tội. Đồng nghiệp của chúng tôi kể lại rằng tại cơ quan công an, Dũng Ben tỏ ra khá yếu mềm, chẳng giống hình ảnh một đại ca khét tiếng chút nào. Hắn luôn mồm nói rất ân hận vì đã xả súng vào người đàn ông không thù không oán với mình. Rồi hắn cũng không cầm được nước mắt khi người ta nhắc đến người tình. Đôi mắt ngấn nước, hắn liên tục ngó nghiêng khắp nơi để tìm bóng dáng yêu thương của mình, rồi nói với cán bộ điều tra: anh cho cô ấy cốc nước, cô ấy đang mang bầu. Cho tới giờ phút này, Dung vẫn không ngại ngần bày tỏ tình cảm của mình với Dũng Ben. Tôi vẫn không hề thấy hối tiếc vì đã yêu anh ấy. Anh ấy là người đa tài, sống tình cảm. Tôi rất tiếc khi anh ấy lại trở thành một kẻ tội phạm. Mặc dù nói về tội của mình rất lươn lẹo, giảo hoạt, song mỗi lần nhắc đến Dũng thì cô ta lại trở lên nhẹ nhàng, tình cảm. Chẳng biết Dung có đang diễn xiếc với mọi người hay không, nhưng hình như đôi mắt cô ta không nói dối.